Tại lễ trao giải PMI London 2014, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh Tom Price đã vinh dự nhận được biểu tượng PMI, một trong những giải thưởng danh giá dành cho những nhạc sĩ có phong cách âm nhạc độc đáo và có tầm ảnh hưởng đối với nền âm nhạc thế giới, thưa quý vị. Và năm nay, giải ca khúc của năm đã thuộc về Get Lucky của nhạc sĩ Nile Rodgers. Tim Price được công chúng trên thế giới biết đến với vai trò người viết lời cho những vở nhạc kịch nổi tiếng như Jesus Christ Superstar, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat và The Lion King. Tôi rất cảm ơn BMI cũng như tất cả mọi người đã luôn nghĩ cho tôi. Mặc dù tôi chỉ là một trong số những nhạc sĩ đã nhận được giải thưởng danh giá này, nhưng xem ra thì đây cũng là một đặc quyền. Tháng trước, vở nhạc kịch The Lion King do viết lời đã đạt được mức doanh thu cao nhất phòng vé với hơn 6,2 triệu đô la. Phải công nhận là The Lion King đã làm quá tốt, bởi vì vở nhạc kịch này đã có cách đây 20 năm, ngay cả bản thân tôi cũng không dám mơ là vở kịch này lại được làm mưa làm gió trên sân khấu. Cũng tại lễ trao giải, nhà sản xuất nhạc người Mỹ Nile Rodgers cũng được vinh danh ở giải thưởng ca khúc của năm cùng Daft Punk và Pharrell Williams.